Đứa trẻ 8 tuổi này là một tên cướp, cậu ta đang chĩa súng vào con tin. Chỉ cần con tin động đậy nhẹ một cái là cậu bé sẽ lập tức nổ súng. Con tin tiến đến gần cậu bé, cố ý nhìn con chim non của cậu bé rồi nói rằng: "Cậu bạn của cháu nhỏ ghê, không ra dáng đàn ông gì cả, thế này thì làm sao mà dọa được chú?" Câu nói đó đã chạm đến lòng tự tôn của cậu bé. Cậu bé vô thức nhìn xuống anh bạn của mình. Con tin nhân cơ hội đó cướp lấy khẩu súng của cậu bé, muốn lấy mạng cậu bé. Kết quả phát hiện trong súng không có đạn, người đàn ông dùng cánh tay ghi chặt cậu bé. Cái khó ló cái khôn, cậu bé cắn một cái vào tai con tin. Người đàn ông đau điếng buông lỏng cánh tay, cậu bé nhân lúc đó nhanh chóng mở cửa xe chạy ra ngoài. Thân hình nhỏ bé của cậu bé thoát ẩn thoát hiện trong ruộng ngô. Con tin xuống xe tìm kiếm khắp nơi. Lúc này có một người đàn ông mặc áo đỏ tìm thấy cậu bé, bảo cậu bé đừng phát ra tiếng, rồi kêu cậu bé đưa khẩu súng trong tay cho mình để lắp thêm đạn. Sau đó người đàn ông áo đỏ tìm con tin, còn đứa trẻ thì nhân lúc đó chạy ra ngoài. Đột nhiên một tiếng súng vang lên và con tin đó đã đi nhận cơm hộp. Thì ra cậu bé mới là con tin thực sự, còn người đàn ông kia và người đàn ông mặc đồ đỏ là cướp. Nhưng mà tại sao cậu bé lại lấy được súng, rồi tại sao người đàn ông áo đỏ lại bảo vệ cậu bé? Câu chuyện cụ thể thế nào? Các bạn hãy cùng ghiền phim xem hết nhé! Hôm nay là một ngày trời cao trăng sáng trong một trại giam ở Huntsville. Có hai tên tội phạm đang vượt ngục. Bọn họ phá hỏng lưới chắn ống gió trong phòng giam rồi nhảy vào bên trong ống thông gió. Robert dùng đồ phạm nhân của mình để chặn quạt gió rồi đạp đổ lưới phòng hộ của quạt gió, dùng chăn làm dây đu rồi cùng người bạn tù của mình thoát ra ngoài. Sau đó họ đánh úp một cảnh sát canh ngục rồi cướp lấy khẩu súng của anh ta. Hai người vượt ngục thành công. Nhưng người bạn tù này của Robert có lẽ do ở trong tù lâu quá nên vã quá rồi, vậy mà lại dám trắng trợn vào phòng cướp xác. Người phụ nữ bị cướp xác đó là một người mẹ đơn thân, vậy nên khi đối mặt với một tên cướp như vậy, cô ấy không dám phản kháng, cũng không dám hét lên, cô ấy sợ con mình sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cậu con trai Philip của cô ấy lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tên cướp tát cho cậu bé một cái, Philip liền ngã lăn xuống đất. Sau đó Robert chạy đến đạp cho người bạn tù của mình một cái, sau đó ngồi xuống bảo Philip nhặt súng lên, nhắm chuẩn vào ấn đường của mình và hét lớn, cướp. Philip không hiểu lắm nhưng vẫn làm y theo lời Robert nói. Nhưng đúng lúc đó, một ông lão nghe thấy tiếng đánh nhau nên đã cầm súng chạy sang. Robert bất đắc dĩ ôm cậu nhóc lên làm con tin, sau đó cầm súng chĩa vào người ông lão, sau đó giẫm lên cây súng của ông ấy rồi nhanh chóng chạy ra xe bỏ chạy. Chuyện lần này đã làm kinh động đến cảnh sát, cục trưởng cục cảnh sát dẫn theo một nữ chuyên gia tâm lý tội phạm đi một chiếc xe bọc thép đuổi theo hai tên tội phạm. Còn về người bạn tù của Robert, anh ta không chỉ quá vã trong chuyện kia mà tinh thần cũng bị cai ngục làm cho không bình thường. Cả đoạn đường không ngừng nổ súng, thậm chí còn bắn thủng cả xe. Tên đó cứ như sợ cảnh sát đuổi không kịp mình vậy, lại còn dọa Philip sợ hãi hét ầm lên nữa. Robert cũng không nói nhiều, anh ấy sớm đã ngứa mắt người bạn tù này của mình rồi, vậy nên anh ấy đã kêu Philip cầm vô lăng hộ mình rồi quay lại đấm cho tên bạn tù của mình một cái. Lúc này tên đó mới yên tĩnh lại. Trên đường Robert xuống xe đi mua đồ ăn, anh ấy đưa khẩu súng cho Philip rồi dặn dò, nếu như tên này còn làm loạn thì cứ bóp cò bắn chết hắn đi, vậy nên mới có cảnh ở đầu video đấy mọi người. Ngay sau đó Robert đưa Philip tiếp tục lên đường, anh ấy còn mua cho Philip đồ uống mà cậu bé thích nhất. Philip hỏi anh ấy rằng chú có giết cháu không? Robert nói rằng chú đã để cháu sống đến bây giờ thì chắc chắn sẽ không giết cháu. Robert sợ Philip không tin nên còn dạy cậu bé cách lái xe. Mặc dù Philip mới 8 tuổi nhưng đã bị mẹ cậu bé dạy dỗ thành một khúc gỗ chỉ biết nghe lời. Hôm nay gặp được một người liều lĩnh như Robert nên cậu bé đã bất giác bị hấp dẫn. Đi được nửa đường thì Robert quyết định đổi xe bởi vì cảnh sát đã tìm được bọn họ rồi. Robert dừng xe ở gần một nông trường, rồi bảo Philip ra ngoài xem trong xe của chủ nông trường có để chìa khóa không. Philip ngoan ngoãn xuống xe đi xem. Sau khi nhìn thấy có chìa khóa thì lập tức quay về báo cáo. Robert nhanh chóng hành động, nhân lúc chủ nông trường không chú ý liền chôm vài bộ quần áo rồi nhanh chóng kéo Philip lên xe. Chủ nông trường phát hiện ra thì nhanh chóng đuổi theo rồi víu chặt lấy cửa xe. Robert rút súng ra dọa chủ nông trường, Philip cũng nhanh trí cắn vào tay ông ta. Chủ nông trường đau quá nên đành buông tay. Có lẽ nếu như không có Philip thì chủ nông trường này đã thành cái xác không hồn từ lâu rồi. Robert cũng không tính toán gì nhiều nhưng anh ấy có thể qua cậu bé này nhìn thấy hình bóng của mình lúc nhỏ. Thì ra bố của Robert là một người có máu bạo hành. Robert lúc nhỏ đã bị bố đánh đập rất nhiều, mẹ của anh ấy cũng chịu đòn không ít. Vậy nên sau khi lớn Robert đã chính tay kết liễu bố ruột của mình, vậy nên mới bị bắt vào tù. Và cũng chính vì thế nên Robert mới bảo vệ Philip. Chuyển cảnh Robert đưa Philip đi mua quần áo, giày dép, nhưng trùng hợp thế nào TV lại đang thông báo bản tin về anh. Ông chủ cửa hàng lập tức cầm điện thoại lên, Robert lắc lắc đầu cảnh cáo ông chủ cửa hàng, ông dám báo cảnh sát thì bây giờ tôi cho ông đi nhận cơm hộp. Ông chủ suy nghĩ một lúc rồi cũng bỏ điện thoại xuống. Nhưng lúc đó cảnh sát trong thị trấn đã phát hiện ra Robert nên đã lái xe chắn ngang xe của Robert.
Robert cũng không nói gì nhiều, anh ấy trực tiếp lùi xe ra sau đâm thẳng vào xe cảnh sát. Sau đó Robert lái xe về phía cửa siêu thị muốn đón Philip đi. Mà Philip lúc này đã trôn một bộ quần áo của siêu thị rồi nhét vào trong người. Nhân viên cửa hàng cảnh cáo Philip trả quần áo lại, cháu phải làm một đứa trẻ ngoan. Robert cũng không ép Philip mà để cho cậu bé tự quyết định. Philip do dự một lúc cuối cùng vẫn quyết định rời đi cùng Robert, bởi vì Philip chưa được tự do như thế này bao giờ. Trên đường Robert bảo Philip lấy quần áo ra. Philip hỏi dò Robert rằng chú không tức giận sao, bởi vì mẹ của Philip thường hay lớn tiếng quát mắng cậu bé. Cái này không đúng, cái kia không đúng. Robert nói rằng trộm đồ quả thực không tốt, lần sau nhất định phải trả tiền, lần này coi như bỏ qua. Sau đó Philip bé bỏng đã thay bộ quần áo mới, đó là một bộ quần áo ngày Halloween. Philip bởi vì luôn bị mẹ cấm nên chưa từng được đón Halloween bao giờ. Sau khi nghe cậu bé nói xong, Robert quyết định đưa cậu bé đi thực hiện tâm nguyện nhỏ này. Robert đưa Philip đến trước một căn nhà màu trắng, anh ấy bảo Philip đeo cái mặt nạ ghost rồi đi gõ cửa căn nhà đó và nói không cho kẹo sẽ bị kẹo. Chủ ngôi nhà bất lực nói với Philip rằng muộn rồi cháu ơi, Halloween là hôm qua rồi, hôm nay không có bánh kẹo gì đâu. Sau đó Robert liền rút để lộ cái súng cho chủ nhà thấy, làm chủ nhà bị dọa cho sợ bay màu, nhanh chóng lấy đồ ăn ngon cho Philip rồi còn nhét vào trong túi của Philip một ít tiền. Philip vui không tả được nhưng cậu bé không biết những gì mà Robert làm, còn Robert thấy Philip vui như vậy thì lại muốn giúp cậu bé hoàn thành những tâm nguyện khác. Philip nói mình muốn chơi tàu lượn siêu tốc, Robert liền dùng một sợi dây thừng làm dây an toàn và cho Philip ngồi lên nóc xe rồi không ngừng tăng tốc. Philip đeo kính râm ngồi trên nóc xe hóng gió, suốt đoạn đường cậu bé không ngừng ca hát, hò hét. Nhưng mà mình vẫn phải nhắc nhẹ mọi người nè, đây là một hành động nguy hiểm, mọi người đừng làm theo đấy. Quay lại với bộ phim, Robert lái xe chưa được bao xa thì nghe được tiếng còi xe cảnh sát. Anh ấy dừng xe và đi đến một góc khuất bên sườn núi quan sát, phát hiện cảnh sát đang kiểm tra xe những xe đi qua đó. Robert nhanh trí cầu cứu người đàn ông bên đường, nói xe của mình hỏng rồi nên muốn đi nhờ một đoạn. Nhưng vẫn chưa đợi được đến lúc người đàn ông kia đồng ý thì cái xe mà Philip đang ngồi đột nhiên chuyển động, thì ra Robert quên chưa tắt máy. Philip hét lớn kêu cứu. Robert bình tĩnh kêu cậu bé đạp chân phanh nhưng chân của cậu bé quá ngắn nên không thể đạp phanh được. Robert không hề do dự đứng chặn đầu xe, dục Philip nhanh chóng dùng hết toàn lực đạp chân phanh, cuối cùng chiếc xe dừng lại ngay trước mặt Robert. Người đàn ông bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì liền đồng ý cho họ đi nhờ. Người này chở hai người họ đến trạm kiểm soát của cảnh sát. Philip rất thông minh, cậu bé lấy chiếc kính râm của Robert đeo rồi nằm trong lòng Robert để ngụy trang, cảnh sát không phát hiện điều gì bất thường. Sau khi vượt qua được trạm kiểm soát, Robert cuối cùng cũng lòi đuôi cáo, đuổi cả nhà người đàn ông xuống xe, sau đó lại đưa Philip lên đường. Hai người lại đi một lúc lâu, Robert đưa Philip đi ăn hamburger, ai ngờ thân hình nóng bỏng của bà chủ quán đã khiến ngọn lửa trong lòng Robert dâng trào. Hai người rất nhanh đã cuốn lấy nhau. Philip thấy Robert mãi không ra nên đã đi vào tìm anh ta, không ngờ lại được chứng kiến cảnh bỏng mắt. Điều này khiến Robert bị dọa đến nỗi lập tức đưa cậu bé rời đi. Sau khi lên xe, Robert hơi bị ngại liền đánh xe vào một ruộng ngô rồi nói mình đi ngủ để trốn tránh câu hỏi của cậu bé. Nhưng đến nửa đêm, một ánh sáng chói mắt chiếu vào trong xe, Robert nhanh chóng rút súng ra phòng thân. Đối phương là một nông dân đứng tuổi, ông chú nhìn dáng vẻ nhếch nhác của hai người thì đoán rằng họ là người vô gia cư nên ngỏ ý mời họ về nhà mình ngủ. Nhưng Robert vẫn rất thận trọng, anh ta sợ ông chú này là cảnh sát ngụy trang thành. Nhưng ông chú này lại nói rằng anh chịu được, nhưng mà đứa trẻ này không chịu được. Robert thấy ông chú nhiệt tình, không giống như đang nói dối thì liền đồng ý. Hai người trôi dạt khắp nơi lâu như vậy, hôm nay mới được ngủ một giấc ngon. Sáng hôm sau, vợ của người nông dân chuẩn bị cho hai người một bữa ăn sáng thịnh soạn. Ông chú yêu cầu con mình ra xe lấy đồ, con không nghe thấy, ông ta liền trực tiếp cho cậu bé một cái bạt tai rồi mắng cậu bé là đồ vô dụng. Câu nói đó khiến Robert cảm thấy rất khó chịu. Sau khi ăn xong bữa sáng, ông chú đi vệ sinh, ông ta vừa giải quyết gánh nặng vừa nghe tin tức. Trùng hợp sao lại nghe được tin tức về Robert và cậu bé Philip, mặc ông chú lập tức biến sắc. Robert đứng ngoài cũng đã nghe thấy anh ấy đến nhà vệ sinh và tắt đài đi rồi, cướp con dao nhỏ trong tay ông chú, uy hiếp ông ta rằng nếu báo cảnh sát sẽ tiến cả nhà ông ta đi châu trời. Ông chủ chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo. Sau khi ra ngoài, ông chú kêu con trai vào trong phòng, con trai không chịu, ông chú lại tát cho cậu bé một cái. Lần này Robert thực sự không nhịn nổi nữa rồi, anh ấy ghét nhất là bạo hành gia đình. Robert xông đến tát ông chú một cái, rút súng ra rồi ấn ông chú xuống sofa. Ông lấy tư cách gì mà đánh nó, đứa trẻ không nghe lời thì sẽ bị đánh sao, vậy thì ông đi chết đi. Sau đó Robert bảo Philip ra xe lấy dây thừng và băng dính vào. Philip không chịu, Robert lớn tiếng quát cậu bé. Philip bị dọa cho cắm đầu cắm cổ chạy đi lấy đồ. Sau đó Robert cắt dây thừng thành nhiều đoạn rồi trói ông chú lại, rồi lại dùng băng dính dán miệng ba người bọn họ, sau đó dùng băng dính quấn quanh người vợ. Tất cả đã chuẩn bị xong, Robert chuẩn bị cầm súng lên, ai ngờ súng đã biến mất từ lúc nào rồi.
Lúc này Robert quay đầu nhìn thì ra súng bị Philip lấy đi rồi. Tiếp đó cậu bé nhắm vào chỗ hiểm của Robert mà nổ súng. Philip mặt đẫm nước mắt, cậu bé không muốn làm hại Robert nhưng cũng không muốn những người vô tội kia chết. Philip chạy ra ngoài đem súng ném xuống giếng. Robert tay bịt miệng vết thương chật vật bò dậy, chậm chậm đuổi theo Philip. Robert lúc này không chỉ không trách Philip mà còn rất tán dương chi khí anh hùng, lương thiện, trừ gian diệt ác của cậu bé. Robert nói với cậu bé rằng cuộc đời này của chú chỉ giết đúng hai người, một là người bố đã làm tổn thương mẹ chú, hai là người bạn tù đã làm tổn thương cháu. Robert muốn tử tế nói chuyện với Philip, sau đó lại cùng nhau lên đường, nhưng Philip không biết mình có nên tin lời Robert không. Vậy nên cậu bé liền trèo lên một cái cây to để trốn. Robert liền ngồi tựa lưng vào cái cây đó, lấy ra một tấm ảnh. Đó là một tấm ảnh chụp vịnh Alaska xinh đẹp. Robert nói muốn đưa Philip đến đây sống. Robert vừa nói vừa nằm ra đất. Lúc này Philip vô cùng lo lắng, cậu bé liền nhảy từ trên cây xuống và đến bên cạnh Robert. Nhưng không ngờ lúc này 7-8 cái xe cảnh sát đồng loạt xuất hiện. Philip kêu Robert mau chóng chạy, nhưng Robert thế này làm sao mà chạy được. Còn cảnh sát bởi vì thấy Philip ở đó nên cũng không dám manh động. Lúc này có một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện, cuối cùng mẹ của Philip cũng đến. Robert nhân cơ hội này kêu mẹ của Philip hãy đồng ý với mình một điều kiện, đó là sau này năm nào cũng phải cho Philip được đón Halloween, rồi còn phải cho cậu bé chơi tàu lượn siêu tốc, ăn kẹo bông gòn, bởi vì tất cả những điều này đều là những điều mà cậu bé hằng mong ước. Lúc này mẹ của Philip cảm thấy rất hổ thẹn đến một tên tội phạm trốn trại còn biết được ước mơ của con là gì. Mình thân là mẹ lại chẳng biết được những điều đó, thế là cô ấy đã đồng ý những yêu cầu đó. Sau đó Robert đưa hết tiền cho Philip để sau khi cậu bé trở về có thể tự mua kẹo bông ăn, bởi vì đây chính là ước mơ anh không thể thực hiện được cùng cậu bé. Sau đó Robert và Philip bắt tay nhau cũng giống như đang đặt một dấu chấm tròn chỉnh cho duyên phận ngắn ngủi giữa hai người họ vậy. Sau đó Robert bảo Philip đeo mặt nạ, giơ hai tay lên giống như đang đi xin kẹo trong ngày Halloween rồi từ từ đi về phía cảnh sát. Robert cũng từ từ bò ra sau, Philip ngoan ngoãn làm theo lời Robert. Nhưng mới đi được nửa đường, cậu bé đột nhiên thay đổi ý định, cậu bé tháo mặt nạ ra, chạy về phía Robert hỏi có phải cảnh sát muốn bắn chú không? Thì ra Robert bò ra sau không phải vì muốn chạy trốn, mà anh ấy đơn giản chỉ là muốn bò ra xa một chút. Như vậy Philip sẽ không phải nhìn thấy dáng vẻ sắp chết thảm thương của anh. Philip rất đau lòng, cậu bé ôm chầm lấy Robert. Thời khắc này mặc dù hai người họ không phải cha con ruột thịt, nhưng Philip vẫn cảm nhận được sự ấm áp của một người cha. Nỗi ám ảnh thuở nhỏ của Robert cũng được Philip hoàn toàn trị khỏi. Sau đó hai người họ dắt tay nhau đi về phía cảnh sát. Như vậy cảnh sát sẽ biết rằng Robert không hề ngược đãi Philip, vậy nên tội cũng không nặng. Lúc này Robert lấy ra một tấm ảnh muốn đưa nó cho Philip, nhưng không ngờ một cảnh sát tưởng Robert muốn lấy súng ra giết người nên đã nổ súng với Robert. Philip đau lòng tuyệt vọng, cậu bé ra sức kéo Robert dậy rồi ôm chặt lấy anh ấy. Cảnh sát cùng mẹ của Philip cũng vội vàng chạy đến kéo Philip đi. Robert lập tức ngã xuống đất, Philip lại đi qua đó rồi cầm lấy tấm ảnh trong tay của Robert. Cậu bé vừa đau lòng nhìn Robert vừa bị mẹ kéo đi, tiền trên người cũng rơi hết xuống đất. Philip lên trực thăng cùng mẹ nhưng mắt cậu bé từ đầu đến cuối đều dõi theo Robert. Robert nằm dưới ánh nắng mặt trời với một tư thế thoải mái nhất mà rời khỏi thế giới này. Mọi người đều nói người may mắn sẽ dùng tuổi thơ để chữa lành vết thương cả một đời, còn những người bất hạnh sẽ dùng cả một đời để chữa lành vết thương của tuổi thơ. Philip đang trong độ tuổi thơ ấu, nhưng tuổi thơ của cậu bé lại trở nên vô cùng tăm tối trước sự quản giáo của mẹ. Cho đến khi gặp được Robert, tuổi thơ của cậu bé dường như mới được thắp sáng và trở thành một thế giới muôn màu muôn vẻ. Còn tuổi thơ của Robert lại toàn là bạo lực, điều đó khiến cho tính cách của anh ấy lạnh nhạt vô tình và cuối cùng bước vào con đường phạm tội. Tuổi thơ của cả hai người đều có những bất hạnh riêng, nhưng kết hợp lại thì vừa hay có thể bù đắp cho nhau. Robert lúc này không còn nuối tiếc gì nữa và Philip cũng vậy. Vậy nên đối với bọn họ mà nói, thế giới không có sự tiếc nuối chính là một thế giới hoàn hảo. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Thế giới hoàn hảo. Các bạn thấy bộ phim này có hay không? Nếu có thì nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!